Xin chào 500 anh em, chào mừng các em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Đã lâu lắm rồi thì mình mới quay trở lại kênh. Tại vì hiện tại do mà gần đây thì mình đang bận số công việc gia đình cho nên mình không có review nhiều cho anh em được. Hôm nay mình sẽ cùng review cho anh em một con bàn phím. Con phím này trước đây mình đã từng review chi tiết rồi cho nên hôm nay mình sẽ nhắc lại. Và vì sao mình sẽ nhắc lại cho các bạn, tại vì bây giờ hiện tại nó đã được giảm giá rất là sâu và giá của nó chỉ khoảng là 700 ngàn mà thôi. Và chúng ta sẽ có những cái gì cho chiếc bàn phím cơ giá 700 ngàn nhé. Ok, let's go. Về cái màn mở hộp thì mình sẽ không có nói nhiều nữa, tại vì cái này mình từng có coi quay rồi. Thì chúng ta sẽ vẫn có một cái hộp rất là to, kinh khủng luôn. Ở trong này chúng ta sẽ có một cái tấm che bụi này, rồi có chiếc bàn phím ở giữa. Ngoài ra thì nó còn tặng kèm cho chúng ta có cái switch tester ở đây, thì nó sẽ có bốn cái loại switch cho chúng ta cảm nhận, và một cái keybuller cũng như là nhổ switch luôn. Đó. Cái này khá là xịn sò và mua ở ngoài thì phải lên tới khoảng tầm từ 20 cho đến 30 ngàn một cái. Ở phía trong hộp thì chúng ta chỉ có chiếc bàn phím mà thôi, với lại cái giấy hướng dẫn sử dụng. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại chiếc bàn phím này. Đây là chiếc bàn phím của thằng Team Wolf, và một trong những cái thằng mà mình thấy làm phím khá là chất lượng. Tuy nhiên thì giá thành của nó hơi cao, và do hiện tại có rất là nhiều hãng cạnh tranh cho nên bây giờ nó đã hạ xuống giá rất là kịch sàn cho em này rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy đó là một cái layout chuẩn như thế này, và nó sẽ gồm 104 phím như những con bàn phím cơ bản khác. Ngoài ra thì cái thiết kế của nó sẽ là full kim loại ở phía trên đây. Đó, một cái tấm kim loại khá là to và rất là hầm hố, dành cho những cái bạn nào mà thích cái kiểu hơi hầm hố một chút. Và nó sẽ có được phủ nguyên một cái lớp màu trắng cả trên cả dưới luôn. Thì đó là một cái style khá là hay dành cho những bạn nào thích màu trắng. Và cái màu trắng này nó sẽ khá là nhanh bẩn nếu như các bạn không biết giữ gìn. Tuy nhiên nó sẽ được một cái điểm lợi, đó là cái đèn led của nó rất là sáng và nó khá là nổi bật. Về cái keycap của em này thì vẫn là keycap double shot. Tuy nhiên thì cái phông chữ của em này khá là độc, khi mà nó sẽ làm thêm những cái đường vuông ở phía trên cái keycap như thế này, giúp cho cái đèn led tỏa ra thêm khá là đẹp. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy cái dây cáp của em này thì cực kỳ to luôn. Cái dây cáp của nó rất là dày và to, có cục chống nhiễu đầu USB mạ được mạ vàng khá là chỉnh chu. Ngoài ra còn có cả cái dây cuộn để mà mình cho đi dây cho nó gọn nữa. Và cái dây cáp của nó thì rất là to và dày. Cái dây cáp này cực kỳ chắc chắn luôn, các bạn yên tâm là sẽ không bao giờ bị đứt. Về mặt sau của em này thì tất nhiên chúng ta sẽ vẫn có là các cái chân cao su để chống trượt và hai cái lẫy để nâng hạ độ cao của phím, rất là đơn giản. Ngoài ra thì còn có logo của bàn phím mà thôi, không có gì nhiều. Nó còn có thêm cả các cái lỗ để thoát nước nếu mà phòng trường hợp mình bị đổ nước vô nữa. Em này đang sử dụng đó là Blue Switch của thằng Team Whoop này phát triển luôn. Và cái Blue Switch này thì cũng khá là bền, mình bán lâu rồi thì những cái con của hãng Team Whoop thì cái switch của nó rất là bền so với những hãng khác. Ok, vậy cái đặc điểm nổi bật nhất của em này đó chính là gì? Chính là cái hệ thống đèn LED RGB của em này cực kỳ nổi bật. Bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn xem cái hệ thống đèn LED của em này nhé. Ok, sau khi mình đã tắt bớt đèn ở trong phòng đi thì các bạn thấy hệ thống đèn LED của em này là rất là ngon. Với hệ thống đèn LED RGB mượt mà như các bạn nhìn thấy đây, thì nó sẽ chạy mượt mà từ trái qua bên phải hoặc từ phải qua bên trái. Để chỉnh chế độ LED thì các bạn chỉ cần FN cộng với lại F9 để đổi sang chế độ LED khác. FN cộng PU để tăng độ sáng, hoặc là PD để giảm độ sáng, rất là đơn giản. Để tăng tốc độ chạy LED thì chúng ta sẽ ấn FN cộng dấu cộng ở đây để tăng tốc độ chạy LED, hoặc là FN cùng dấu trừ để giảm tốc độ LED. Đó. Còn để đổi màu thì các bạn chỉ cần FN lên hoặc là FN xuống để mà đổi màu, thế thôi, cực kỳ đơn giản luôn. Đây, tăng tốc độ, rồi tăng độ sáng. Đó. Và nó rất là sáng, nếu như mà các bạn đang sử dụng ở trong môi trường mà ít ánh sáng thì nó cực kỳ là rực rỡ luôn. Và cái đèn LED của nó rất là mượt chứ không có như những cái đèn LED RGB khác. Đó chính là cái điểm sáng giá nhất của em này. Đồng thời là những cái keycap các bạn nhìn đó, nó sẽ có cái hình vuông gắt khắc ở trên. Thì những cái hình vuông này sẽ giúp cho đèn LED nó tỏa ra được thêm nhiều hơn so với những cái keycap bình thường. Ngoài ra thì em này còn có thể tùy chỉnh đèn LED được. Chúng ta sẽ ấn FN1. Nó sẽ có các chế độ từ 1 cho đến hình như ở đây cho đến 8 hay là 9 gì đó. Thì mình sẽ ấn FN1 cộng với lại nút FNESC ở đây. Khi nào mà nó nháy các cái đèn LED như thế này thì chúng ta có thể tùy chỉnh được. Ví dụ như chữ Q, W, đó. Chúng ta sẽ cho những nút này sáng mà thôi.
Và chúng ta ấn thêm một lần nữa thì nó sẽ đổi màu của cái nút đó. Đấy, cứ lần lượt 7 màu thì mình tùy chọn màu nào cũng được hết. Đấy, sau đó mình ấn Fn cộng với lại nút ESC một lần nữa để lưu lại. Đó, thế là xong, rồi chúng ta đã lưu được chế độ thứ nhất. Đấy, còn chúng ta sẽ có thêm những cái chế độ khác nữa thì tùy mình, rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem các cái chế độ đèn LED RGB của em này nhé. Ok, như các bạn đã thấy là các cái chế độ LED của em này rất là ngon nghe rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe được cái tiếng gõ của em này. Cái tiếng gõ của em này khá là đanh và tiếng cũng nó cũng rất là to. Và nếu như các bạn đang tìm một chiếc bàn phím cơ mà gõ chắc cũng như là nó có cái tiếng gõ khá là to thì con này sẽ là một trong những cái lựa chọn tốt cho các bạn. Ok, như vậy là các bạn đã nghe qua cái tiếng gõ của em này thì các bạn thấy đó, tiếng gõ của nó không những chắc to mà những cái nút như nút Shift hay là nút Enter, những nút dài thì nó cực kỳ là cân đối và không hề có hiện tượng là bị vân. Tức là một số bàn phím thì nó thiết kế hai cái tab này nó không được ngon cho lắm nên là nó sẽ có hiện tượng bị vân khi mà mình bấm nghi vào một đầu và nó sẽ nghe tiếng lò xo. Tuy nhiên thì những con này nghe cực kỳ ổn định luôn. Và một trong những cái đặc điểm mà làm nên cái thương hiệu của con bàn phím này nữa đó chính là cái hệ thống thay nóng switch. Bình thường thì những con bàn phím mà phím cơ mà giá rẻ thì cái thay nóng switch của nó rất là khó khăn và nhiều switch nó sẽ không có hỗ trợ được. Tuy nhiên thì con này sẽ hỗ trợ được hầu hết tất cả các loại switch luôn. Và khi mình nhổ ra thì nó rất là dễ dàng. Tại vì sao? Tại vì cái cấu trúc chân cắm của nó là cấu trúc dạng cao cấp, không như những cái con bàn phím khác. Đây mình sẽ zoom lại cho các bạn cùng. Đó, như các bạn đã thấy là cái cấu trúc chân cắm của nó sẽ là dạng dẹt như thế này. Và nó sẽ phù hợp với tất cả các cái chân cắm của các cái loại switch, tất nhiên là switch cơ nhé, switch quang thì sẽ không được. Còn một số các loại bàn phím khác, ví dụ như là những cái bàn phím giá rẻ mà có thể thay được switch mà hiện tại mình đang thấy trên thị trường á, thì nó sẽ là dạng dây cắm ống tròn và cái đó nó sẽ tùy loại switch, có loại switch vừa, có loại không và cắm nó rất là lỏng lẻo. Nói chung là nó sẽ không có chắc chắn và cũng như nó không có đều như những con bàn phím này. Đây là một trong những cái điểm mà cực kỳ là mạnh của con bàn phím này. Ngoài ra mà khi chúng ta lắp lại cái switch vào chỗ cũ thì nó cũng cực kỳ dễ dàng luôn. Và nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể thay nào là switch của Cherry, switch của Kai hay là bất kỳ switch của hãng nào cũng được. Và cái hệ thống này sẽ thường thấy ở trên những cái bàn phím custom. Những cái mặt custom thì nó sẽ sử dụng cái chân cắm như thế này và nó rất là đắt tiền. Ok, chúng ta đã đi qua những cái đặc điểm sơ bộ của em này và chúng ta sẽ tổng kết lại một số điểm đáng chú ý nhé. Về cái ưu điểm của nó hiện tại, về cái điểm lớn nhất đó là cái giá thành. Hiện tại giá thành của nó đã giảm xuống khoảng tầm 700 ngàn rồi. Nếu mà trong tầm giá 700 ngàn thì rất khó để có một chiếc bàn phím ngon như thế này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn led RGB cực kỳ mượt mà và sáng, đẹp. Và cái build của em này thì cực kỳ chắc chắn luôn với cái tấm kim loại rất là dày và nó sẽ to bản như thế này. Và nếu như các bạn cầm lên thì nó cực kỳ nặng và các bạn không thể nào mà uốn cong được cái hệ thống của em, cái play của em này được, không thể uốn cong được, nó rất là cứng cáp và nặng. Và cái điều lớn nhất, cái ưu điểm lớn nhất của em này đó chính là cái hệ thống thay nóng switch cực kỳ mượt mà và ngon nghẽ mà chỉ có những trên cái mặt custom mới có mà thôi. Về cái điểm yếu của em này thì sao? Cái điểm yếu của em này chắc đến từ cái độ nặng của nó khá là nặng cho nên là nó sẽ không có thể dùng mà để di chuyển được, mà nó chỉ thường để im một chỗ thôi, tại vì nó rất là nặng.
Ngoài ra thì có thêm một cái nhược điểm nữa là cái thiết kế của nó chỉ dành riêng cho những bạn nào mà thích sự hầm hố và thích màu trắng, tại vì nó không có màu đen, không có phiên bản màu đen nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nếu thấy hay thì nhớ like, subscribe và share video ủng hộ kênh giúp mình nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm những cái video về các gaming gear khác ở phía bên trái màn hình đây, hoặc là phía bên phải màn hình đây. Đó, và nhớ ấn like, subscribe kênh giúp mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau nhé. Cái này đúng tê vãi.